hoạt động thứ hai, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về những cái gọi là những hình dáng của viên gạch. Thì mấy đứa biết là cái viên gạch kiểu đơn giản nhất, hình dáng đơn giản nhất chính là những hình chỉ có cạnh thẳng thôi, đúng không? Không phải là ngoằn ngoèo gì cả, chỉ là những cạnh thẳng thôi. Những hình chỉ có những cái cạnh thẳng đấy chúng ta gọi là đa giác, nhiều cạnh ấy. Đó, chúng ta sẽ nghiên cứu về các tính chất của gạch đa giác. Thì chúng ta có hai câu hỏi ở đây. Thứ nhất là đa giác đều ấy, nó là những đa giác mà cái gì cũng bằng nhau, tất cả các cạnh bằng nhau, tất cả các góc bằng nhau. Đó, thì câu hỏi là những đa giác đều nào có thể lát mặt phẳng, mà dùng một cỡ rồi nhá. Và câu hỏi thứ hai là rộng ra, là bây giờ những cái đa giác bao nhiêu cạnh thì nó luôn có thể lát mặt phẳng. Đó, thì để mấy đứa có thể nghĩ ra câu hỏi đấy, nếu mấy đứa không chưa cần phải đụng đến toán học nhá, thì mấy đứa có thể tự tay thử nghiệm trước. Chúng ta sẽ vào cái web này. Ok đây nhá. Thì nếu mà mấy đứa vào cái web đấy thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì đây là các cái 6 viên này, đây chính là những cái đa giác. Đến hoạt động của mình đây là đủ rồi. Thì để mấy đứa làm việc với nó nhá, mấy đứa kéo nó vào. Nếu mấy đứa muốn nhìn to hơn thì mấy đứa ấn zoom in này. Mấy đứa muốn di chuyển quanh cái trang này, mấy đứa ấn vào đây. Muốn tương tác với hình thì ấn vào cái nút này để nó trở lại thành con chuột. Đó. Mấy đứa muốn tạo thêm cái hình to, à ấn to thì đây là nút này này, nút cộng này này, zoom in này. Nếu mấy đứa muốn tạo thêm hình đấy thì ấn vào nút này, ấn vào hình rồi ấn nút này, copy, copy, copy. Và gì nó khắp nơi thôi. Và để ghép nó với nhau thì mấy đứa có thể sẽ có cái cảm giác là nó, đấy, thấy không? Là nó cứ lướt nhanh vào, tức là nó khớp vào đấy. Đó, đây là những cái, đây là tam giác đều này. Để ý nhá, mấy đứa để ý nhá, có cái núm màu đen trên này đúng không? Thì mấy đứa có thể cầm vào và mấy đứa quay cái tam giác đó. Đúng không? Rap chậm thôi em ơi. Đấy, thì câu hỏi là dựa những hình này thì trong 4 cái hình đa giác đều này thôi nhá, chưa cần để ý đến chỗ ở dưới này nhá, thì những hình nào lát được? Đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai, dịch ra. Đó, thì mấy đứa sẽ kéo xuống đây, sẽ thấy một cái hình này từ thứ ba từ bên trái sang, màu xanh lá cây. Thì nó sẽ là những cái hình mấy đứa có thể điều chỉnh được. Thì bây giờ mấy đứa muốn di chuyển cái đỉnh nhá, thì mấy đứa di chuột vào cái đỉnh này. Xong rồi di thôi, đúng không? Bây giờ mấy đứa muốn, à không muốn làm với, muốn nhiều cạnh hơn, muốn đa giác nhiều đỉnh hơn, thì mấy đứa lại di chuột vào giữa cái cạnh này, thì sẽ thấy là nó chuyển thành dấu cộng này. Và khi ấn vào mấy đứa sẽ được một cái đỉnh mới. Và nếu mà chuột nó ở biểu tượng như thế này là mấy đứa có thể điều chỉnh. Ok. Và nếu mấy đứa muốn ít đỉnh đi thì mấy đứa ấn nút vào một cái đỉnh. Mấy đứa muốn sao chép một hình thì làm như thế này. Chẳng hạn như này. Đó, kiểu thế. Thì bây giờ mấy cái hoạt động thứ hai nhá, là với một cái hình gọi là, với một hình ví dụ như là tứ giác bất kỳ liệu có lát được không? Ngũ giác bất kỳ có lát được không? Tam giác bất kỳ có lát được không? Đấy, thì đấy sẽ là câu hỏi. Mấy đứa nghiên cứu câu hỏi đầu tiên trước nhá. Làm việc với những cái hình đa giác đều có thể lát được mặt phẳng. Ok. Đây nhá, câu hỏi nhá. Những hình ở trên đấy đều đều hết đấy. Sau đấy câu hỏi thứ hai là bắt đầu một câu trả lời rồi đúng không?
Đó là câu trả lời của công một rồi đúng không? Mấy cạnh. Đúng rồi, 5 người là ngũ. Rồi, ngũ giác có lát được không? Ngũ giác có lát được không? Thử đi. Đây gọi là hình gì? Ở cái khối này mình được. Sai đúng không? Thử tất cả các hình nhá, rồi chốc. Đây là bát giác đúng không nhỉ? Để bọn nó tận hưởng đi. Vui vẻ hơn, có cái kiss rồi. Đoạn đầu hơi chậm. Đâu? Em rồi vào không? À, mấy đứa biết lấy cái hình ở đâu rồi đúng không? Gì? À, ấn vào nhá. À, đây, mấy đứa nhầm rồi. Đây là cái này đang để chỉnh màn hình. Để tương tác với hình thì nút này này. Cái nút chuột chuột này này. Ấn vào. Rồi, ấn vào cái hình này. Mấy đứa kết luận là hình này có lát được không? À, không. Thế mấy đứa thử với những hình khác chưa? To cạnh hơn. Thì có thể bắt đầu thử. Hoặc là cứ nghịch tiếp đi cũng được. Vậy thì câu hỏi là riêng cái hình 8 này nó có lát được không? Cái hình 8 cạnh ấy, riêng nó có lát được không? Câu 2. Thế hình 7 cạnh có lát được không? Nghịch 3 cạnh lát được. Đây là 6 cạnh, đây gọi là lục giác mà. Mấy đứa thấy nó giống cái gì không? Chính nó đây. Một cấu trúc tessellation trong thiên nhiên đấy. Vậy thì câu hỏi là hình 7 cạnh có lát được không? Tại sao 7 cạnh không lát được? Đoán bừa. Thì thử nghiệm ra xem có lời giải thích nào cho nó không. Hình này là mấy cạnh đây? Đúng rồi. Rồi, mấy đứa thấy hình này có lát được không? Không. Thử hình 7 cạnh chưa? Ừ. Không lát được không? 6 cạnh lát được không? 5 lát được không? Okay. Rồi chắc mấy đứa cũng thử nghiệm khá khá rồi đấy nhỉ? Rồi. Chưa? Đấy là một người cả. Ai có câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất rồi? Những đa giác đều nào có thể lát được? Nào ai nói to nào? Đã có em đi, em ngồi ngoài cùng ấy. Nói thử xem. Tại sao lại? Thì em biết mà. Thì em trả lời xem. Tam giác đều, hình vuông, hình lục giác. Còn gì nữa không? Hình tam giác. Tam giác rồi. Còn hình khác nữa không? Còn hình đa giác đều nó khác nữa không? Bạn ấy cho là không. Có ai tìm ra được cái đa giác đều nó khác mà cũng lát được ngoài ba cái hình tam giác, vuông và lục giác không? Đó là hình vuông. Chúng ta có ba hình đúng không? Bây giờ câu trả lời là ba hình. Đang nghĩ câu trả lời là ba hình là tam giác, vuông và lục giác. Anh vẽ bừa thế nhá. Vẽ tự trưng rồi. Vẽ tượng trưng rồi mới được. Ngoài ba hình này ra còn gì không? Có ai có ý kiến nào khác không? Đó là hình bình hành. Chúng ta mới chỉ nói đến những đa giác đều thôi nhá, chưa cần vội đến thế đâu nhá. Rồi, nhưng mà cứ nốt cái ý đó lại, trong nữa nó sẽ có ích cho cổ chúng ta. Ok. Có ai có phản đối ý kiến này không? Ai ý kiến khác không? Không đúng không? Đây là đáp án câu 1 nhá. Đúng rồi, lưới vuông. Vuông, hình vuông như bàn cờ vua luôn. Hình tam giác đều, quá quen thuộc rồi. Và lưới lục giác của tổ ong. Thì có đứa nào có thể đưa ra được một lời giải thích tại sao lại như thế này không? Có em đoán được không? Mấy đứa để ý nhá. Chúng ta sẽ có những cái quan sát này. Đầu tiên là mấy đứa thấy là những cái đa giác này ấy,
là càng nhiều cạnh thì cái góc trong của nó càng to, đúng không? Góc của tam giác là 60, góc này là 90 độ. Đấy, nhưng mà mấy đứa có thể thấy ở đây là to hơn. Lắp thêm cái hình này vào chẳng hạn. Đó, to hơn đúng không? Lại lục giác này, to hơn đúng không? Đó, đó là một cái quan sát. Và thứ hai nhá, là cái tessellation ấy, để mấy đứa ghép vào, ví dụ như là ghép vào ở đây, thì nó ghép quanh cái đỉnh này đúng không? Là xung quanh cái đỉnh đấy phải kín hoàn toàn, tức là phải có những cái góc nó chèn vào đấy. Ví dụ như ở đây ta thấy lục giác là chèn được đúng 3 góc vào quanh một đỉnh này, đúng chứ? Đó. Và cái, bởi vì là từ 7 cạnh trở lên nhá, 7 cạnh trở lên là nó đã to, là cái góc nó to hơn lục giác rồi đúng không? Vậy nên mấy đứa hình dung là chuyện gì xảy ra khi mà chúng ta lát 3 cái với nhau? 3 cái với nhau thì nó sẽ như thế nào? Ừ, góc nó sẽ bị to, nó sẽ bị quá to. Đúng không? Đây này, hai cái này nó đã trùng vào nhau rồi này. Thế là không hợp lệ cho tessellation, không được. Tức là ba góc là quá to. Nhưng vấn đề là mấy đứa bỏ một hình này ra thì hai góc như thế nào? Hai góc lại quá nhỏ. Đúng không? Ba góc là quá nhiều để có thể lấp quanh đây, còn hai góc lại quá ít. Thì nói qua là bởi vì là đây là ba đỉnh liên tiếp này, ba đỉnh liên tiếp, nên cái này, cái góc này nó sẽ luôn nhỏ hơn là bằng một nửa vòng ấy, một nửa vòng tròn ấy, nó luôn nhỏ hơn. Thế nên là hai cái này cộng vào nó sẽ không thể thành được một vòng tròn được. Nó sẽ luôn, tức là hai cái này sẽ bị thiếu, còn lắp ba vào sẽ bị thừa. Vậy nên là từ hình 7 cạnh trở lên là không thể lắp được nữa. Đúng không? Ừ, hai góc nó sẽ phải là một nửa vòng, mỗi góc bằng một nửa vòng, điều đấy không thể xảy ra được. Đúng không? Và thế là chúng ta sẽ chỉ còn bốn ứng cử viên thôi. Bốn ứng cử viên là tam giác này, hình vuông này, ngũ giác này và lục giác này. Thì mấy đứa lúc đấy cũng đã thử ra được ba cái hình này rồi đúng không? Còn cái hình lục giác là chịu đúng không? Ờ, Thị Phạm thì đây, ba góc là ít, nhưng thêm góc thứ tư lại là nhiều. Chịu, không làm được. Có một cái gì đấy rất sai về ngũ giác ở đây. Vậy thì câu trả, vậy thì câu hỏi tiếp theo nhé. Thì mấy đứa biết là những cái, chúng ta đã thấy là những cái đa giác đều 7 cạnh này, 8 cạnh này, 9 cạnh này, hoặc bao nhiêu cạnh nhiều hơn thế đều không được đúng không? Vậy nên là câu hỏi thứ hai này chúng ta có thể loại những trường hợp đấy ra. Vậy thì câu hỏi là những cái đa giác nào, bây giờ chỉ còn là những cái đa giác nào mà có không quá 6 cạnh thì có thể lát được mặt phẳng. Rồi, bất kỳ nhé, hình bất kỳ nhé. Đã ai thử đến phần này chưa? Rồi, thì thử tiếp. Đây này, công cụ này này, cái custom này. Ở giữa cạnh này, để dịch chuyển. Em muốn bớt đỉnh đi thì em ấn đôi vào nó. Thì em sẽ xem, bây giờ là em sẽ xem những cái hình nào. Ví dụ như là những hình tam giác, một tam giác bất kỳ có lát được không? Một ngũ giác bất kỳ có lát được không? Và lục giác bất kỳ có lát được không? Bạn đây đang thử vẽ đấy. Là cursed. Em thử nghiệm tí hoạt động 2 này chưa? Thế? Gì? Em đi. Cái này gọi là hình thang. Xóa. Nút xóa đây này, cái tẩy đây này. Nó sao lại sẽ ra máy. Thử cân, cân. Để gì? Tính nào. Copy. Đấy.
Đây này, OnlyFans của em đây. Đây đây, đâu đâu của đứa nào đây? Quay đi. Cái này học lâu vậy ạ? Không biết mình cần thường Z đi. Cần thường Z đi. Cần thường Z đi. Cần thường Z đi. Thế nào rồi? Thế nào rồi? Lát được chưa? Sao lại độc chiếm người nghịch thế? Loại bỏ đỉnh thì ấn đôi mà. Đó. Và thêm đỉnh thì là mấy đứa sẽ ấn lên giữa cái cạnh này. Đầu tiên là các tam giác, một tam giác bất kỳ có lát được không? Một tứ giác bất kỳ có lát được không? Có. Tại sao? Hoặc là ít nhất mấy đứa chỉ ra cái cách đấy, đúng không? Nếu có thì chỉ ra cách đấy. Nếu không thì thử giải thích tại sao. Nhưng mà thường thì nếu mà nó là có thì mình mò ra một quy trình nó sẽ dễ hơn, đúng không? Còn không thì mình phải chứng minh này nọ để lỡ đâu có một cái gì đấy mình chưa tìm ra thì sao, đúng không? Em thử làm ba góc. Ba góc đấy. Đai đã có câu trả lời cho câu hỏi thứ hai chưa? Ai có câu trả lời chưa? Những hình nào? Tam giác có được không mọi người? Được, ok. Có ai nghĩ là tam giác không được không? Tam giác là hình có ba cạnh ba góc đấy. Tứ giác có được không? Ví dụ như là cái hình này chẳng hạn, cái hình trông nó lõm vào như thế này, có được không? Tứ giác được không? Không à? Tứ giác được không? Gì? Có à? Ok, có người coi là có. Có ai phản đối không? Thế ngũ giác có được không? Hình năm cạnh có được không? Ok, người nói là không. Sáu cạnh có phải luôn được không? Ta biết là có lục giác đều rồi. Bây giờ đang là mọi người đồng ý là tam giác thì lát được. Còn tứ giác thì có người nói là có được, có người nói là không được, hoặc là có người nghi là không được. Thì bây giờ mình xem đáp án nhá. Rồi bây giờ về cái tam giác nhá, thì mấy đứa sẽ đều có cái kiểu nghĩ về cái kiểu lát như thế này, đúng không? Tức là mấy đứa lát cho những cái cạnh mà bằng nhau thì nó ghép vào nhau. Ở đây chẳng hạn thì chúng ta quay 180 độ nó lại. Quay một nửa vòng nó lại, đúng không? Và ở đây cũng quay một nửa vòng nó lại. Thì thường thì mấy đứa làm cái cách nào đi nữa nó cũng sẽ đều có những cái kiểu lát như thế này cho tam giác. Đúng không? Đúng không? Thì sẽ đều có cái ý tưởng như thế này. Thì chúng ta vừa nghĩ ra một quy trình, chúng ta vừa nghĩ ra một cách để làm. Và khi mà chúng ta nghiên cứu ra cái khác, chúng ta cũng sẽ đặt câu hỏi là chúng ta dùng mọi vũ khí chúng ta có, liệu cái quy trình để áp dụng cho tứ giác được không? Thử xem nhé. Và rồi nó quay được, đúng không? Đấy, ê. Nghe ngầu ấy. Không cậu nữa. Cho lên con này.
Em hút mỏ rồi chưa đấy? Nhưng mà nó kiểu nó là một khá là khá là đặc biệt của sinh sắc mà nó vẫn còn tạm được. Đây nhá. Tức là quy trình lúc nãy của chúng ta là như thế nào? Tức là chúng ta quay ngược hình đấy lại 180 độ, một nửa vòng. Rồi chúng ta ốp nó vào. Ốp nó vào cái cạnh đấy. Đúng không? Đây, hai cạnh này bằng nhau. Hai cạnh này bằng nhau. Đó. Đúng không? Ta lại tạo ra cái này. Và ta lại úp nó lại. Và ghép vào. Ghép vào. Ghép vào. Ghép vào. Úp ngược lại. Úp ngược lại. Ghép vào. Úp ngược lại. Ghép vào. Được không? Được không mọi người? Thế này trông có được không? Muốn thử một hình khác không? Rồi, thử tứ giác khác nhá. Đây, thử tứ giác khác nhá. Thử bừa thôi. Đúng không? Mình đang muốn bất kỳ mà. Đây. Đúng không? Úp ngược lại. Và úp vào. Úp ngược lại. Úp vào. Úp ngược lại. Úp vào. Úp ngược lại. Úp vào. Đây hình này. Úp ngược nó lại. Úp vào. Úp vào. Và úp vào. Có được không mọi người? Trông này được không? Tứ giác có được không? Được đúng không? Ngũ giác thì chúng ta thấy là có ngũ giác đều là không được đúng không? Lục giác thì cũng sẽ có hình không được thôi. Vậy là chúng ta kết luận là đáp án sẽ chỉ có là tam giác và tứ giác thôi. Đúng không?